bây giờ là nó cháy bắt lên coi, mình thấy như lửa trên bắp mình coi, ở Cần Thơ nó cháy, rồi ở đường cao tốc lên Sài Gòn nó cháy, cháy cái bằng là đừng có nói tới nữa, còn nhiều chỗ lắm nó không hết đâu, đó còn núi lửa cháy nữa, đó còn mặt trời thì hai mặt trời nữa, có một trời luôn là người đời nó quay cho mình những kiến cho mình thấy luôn, thanh đạo nói cho nghe. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Phật. Con kính chào Úc và tất cả mọi người. Hôm nay cũng hữu duyên đến nhà Úc, nhà Úc chia sẻ vài điều. Năm nay thì năm 2024 này, sao con thấy nó diễn biến quá phức tạp quá ơi. Bây giờ thì nhiều chỗ thì sụp đất, rồi lại lửa đâu mà cháy chỗ này chỗ kia, rồi lại hạn hán, bà con mình có chỗ không có nước uống. Rồi có chỗ thì đổi một khối như là 500-600 ngàn, thấy quá chừng tốn tiền mà không có nước để xài nữa. Thì hôm nay nhờ Úc chia sẻ lên, có phải là cái năm 2024 này là cũng như lời tiên tri của Đức Thầy đã nói không? Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Đức Thầy Thông Kính. Con hỏi thì con cũng đáng nói chứ không ngày lâu lắm không có nói, lo niệm Phật không nè, đời nó cận rồi. Bây giờ Úc coi ông gầy, Úc thấy là y trong kinh nhân giảng rồi. Bây giờ cái bát năm của Úc mà chết năm nay là mới vào bình thường tới giờ là mấy chục năm rồi. Mà bà nắm tay Úc, bà nói gì nè, bà chết bà cháu là gì nè, bà nói nha. Cái bây giờ Úc thấy là bà này bà nói chúng, mà cái này của lời của thầy mình không phải là bà nói, nhưng mà bà ôm cái thiên cơ. Mà bà nói à, bà nắm tay luôn, bà nói gì nè, bà nói nhà hãy yên lặng để nghe nói gái ít điều bỏ máy thiên cơ à, người khôn thì nghe nói ngẩn ngơ, người ngu nghe nói mãi ngờ cùng điên, ngờ Đức Thầy vậy đó, nói cùng nói điên vậy đó. Nhưng hôm nay mà bây giờ cái thời đại bây giờ nó cháu hỏi vậy thì nó đúng rồi, con ve nó không có gái đâu, mà chừng nói gái, những gái điều chạy trên bây giờ cả ngoài nước trong nước gì bây giờ nó gái điều hết trơn, chứ ngày xưa chừng mấy chục năm, 20-30 năm, mười mấy năm trước còn có thấy có cái gì đâu, mà hôm nay ve nó gái rồi. Mà bác Năm nói ở nói cậu giảng nó mà chưa bà bình tới bây giờ, mà hôm nay Úc mới thấy thời đại này, Úc mới thấy cái câu giảng của thầy nói là nó đã tới đời rồi, nó ve nó gái rồi, giờ đây hãy yên lặng để ve nó gái đi, nó gái điều bỏ máy thiên cơ, cái này là nói thiên cơ đó. Bây giờ như là mình nói trong nước của mình chết đi, bây giờ là Beret á nó đào cái kinh, nó múc cái kinh chỗ đi ra chỗ đốc á, ra sông Hậu, sông Cửu Long mình nè, mà nhà nước mình bây giờ người ta không có cho, mà bây giờ là phát hiện là người ta cho, không cho nó múc đó. Nếu mà nó múc á là cái đường thông hơn, cho cái đường thông nữa chứ. Hồi đó ông sen ông chạy giặt con quất quất ổng đó, hay là đổ ổng chạy gần 6 ngày trời mới xuống tới Việt Nam đó, ông cầu cứu Việt Nam lên giải phóng của thằng con quất đi về nước cho anh ấy đó, rồi cứu ổng yên ổn. Ông giờ ổng mà quốc tế, nó thật sự quốc tế là nó quay là ông mà ông sen á, cái đấy là ổng có cái hộ đó chạy ra. Hai lần nó xích lại gần rồi, thằng Trung Quốc cho tiền, đưa tiền cho nó ra, nó mượn tiền nhà Trung Quốc, nó muốn mượn tiền đó ra. Bây giờ đang dậy sóng rồi, nhà nước mình không có cho, bây giờ mình lên đọc tin tức gần, chừng ngày nào cũng có tin tức đâu. Là không có cho xem nó, là bốn con kinh đó đó, kinh trên chỗ ra cho đông đó. Đó, bây giờ nó dữ dội rồi. Bây giờ thì còn thêm nữa, thêm bây giờ là ở nước ngoài á, là Đài Loan á, nó bị rung lắc, nó sụp đổ, và Nhật Bản cũng sụp đổ nữa đó. Bây giờ nó ve nó gái, muốn gái điều hết trơn luôn, bây giờ nó khổ dữ lắm rồi. Bây giờ là còn chiến tranh thì thôi, bị bắt lên nó kêu tối ngày luôn, chiến tranh bây giờ dữ lắm luôn đó. Bây giờ tôi cũng nói chiến tranh hoài, giờ nó không ngưng nói cái Đài Loan, mà bây giờ thấy cái đời nó giả tạm không, quý vị nói nhà lầu cao không của mình không, mà giận sập vậy đó, quý vị bắt thời sự quân quốc tế quý vị coi đi, tại ông nói khắp thế giới của nhà tăng á,
thành ra nó là mắc trình ngoại quốc thẩm thê, nước Đài Loan mới vào, Nhật mới vào, mà các nhà cao cửa rộng chắc chắn mà giờ sụp đổ sạch trơn, không có cái gì của mình hết trơn. Còn ở Việt Nam mình ha, bây giờ là nó cháy bắt lên coi, mình thấy như lửa trên tóc mình coi, ở Cần Thơ nó cháy, rồi ở đường cao tốc bên Sài Gòn nó cháy, cháy bằng là đừng có nói tới nữa, còn nhiều chỗ lắm nó không hết đâu, đó còn núi lửa cháy nữa, đó còn mặt trời thì hai mặt trời nữa, có một trời hai mặt trời luôn là người đời nó quay cho mình những kiến cho mình thấy luôn, thấy cái đạo nói cho nghe. Bởi vì tôi không nói đạo nữa, người ta nói đạo cái thí dụ tôi đang nói gì là chứng minh là có hai mặt trời rồi. Thôi vậy ta mới ham để nó nói mình ngồi nó thiên cơ hoài à. Rồi nó nước khô hạn hán thì nó quay một cái cho mình thấy nước kia thằng kia nó gỡ lên như mới gạch đào vậy đó. Ví dụ như đây rồi mình nói vậy, mình nói dốc nữa. Còn nói cái nó dẫn chứng vậy biết sao thuyết nghiêm mà người ta nói không? Thuyết nghiêm nó nói là người ta coi đông mà chỗ đó. Cái nó không có chìm. Là sao mà mình cái ngừng quặng vàng nó quay nó biết chơi, nó quay nói gì à mau thì nó quay cảnh rồi mau một cái hai cái cho nó thấy thực tế để nó nghiêm nó dốc sao. Bởi vì con chứ bạn bè con cháu gì họ cũng cho cũng nói nữa, nói không ai không ai quay nói quay không chứ không có chứng minh gì cho nghe. Rồi tao nói mình nói dốc con mà, rồi vợ nó cấm mình nè, ở đây giờ cũng khô nước rồi đó, ở nước Cà Mau bây giờ tới nó cấm nè, thật coi cái nó cấm nè cũng khô hạn luôn. Cái lòng mặt cái dưới nó không có nước nữa rồi sao mà có nước đó. Còn ở chỗ Tiền Giang á thì một tết mà nó đi đưa nước chim lên cái bàn để là lỗ nước tới mình tới tháng nhỉ. Trên đầu gối đứng ăn cúng ngồi giái đứng với nước ăn gì nè, đồ quý vị thấy khổ không. Mình xe thì để ngoài chợ ra đi ra nó mới chở xe nó đi đó, mấy con đi học chứ trong nhà ngập lụt đâu có để xe được đâu. Còn cái chỗ thì nó nước vậy đó, còn cái chỗ nó khô hạn bây giờ á, Facebook có quay nghe cái thằng này cũng không bụi nó Sài Gòn mới về á, nước ngoài bây giờ cho tiền mấy dữ lắm mà nó mua nước đem vô đồ mấy trăm một khối luôn. Coi cái clip mấy người đó tôi ham coi đó, bây giờ tôi cũng ít nói chuyện đó, tôi ham coi người ta canh khổ đó, mình thấy cái đời nó khổ khổ ít này đẳng thức chỉnh tầng rằng thiên định cuộc đời sắp hạ rồi. Thành ra bây giờ ủa sao mấy năm gì trước mình không có thấy cảnh nào mà khổ, mà Đức Thầy ông nói á, năm thìn á đến chừng gồng gắn máu đào kiểm ghê nha, mà nhưng mà chưa có máu đào, nó đào thuốc ngoài nó máu đào, chứ còn mình đây là thiên tai không mà, thiên tai là khổ này khổ nọ không mà, chứ mình chưa đâu, mình chưa có thiên tai đâu, mình chưa có chiến tranh giặc giả đâu. Bây giờ ra chừng nửa năm thìn trở đi đó, đi qua năm tỵ đó quý vị thấy chiến tranh không có ngưng đâu, mới có đầu năm thìn mà bây giờ quý vị thấy nó khổ đủ thứ trơn rồi, hỏi khổ để làm gì. Mình thấy khổ để làm cái gì, mình coi rồi mình thấy cái đời nó tạm dạ. Nhưng mình đây tự nhiên khô nước rồi, mấy trăm ngàn khấu tôi tiền đó tôi mua. Thì bây giờ nước ngoài tao quay đó, tao quay cái mình đem nước lại mình xịt thùng rồi mình hứng, có người mua rồi đó, tài trợ rồi, người nước ngoài tài trợ rồi. Đó là tài trợ trong nước mà nhớ mà giàu có quá là thấy cái cú đói, cú khát. Dừa tư ấy là chặt xuống không có nước đâu chứ, nó không có nước mà nó đâu có sinh sản trong trái dừa có nước đâu. Nó chặt cho mình coi đó. Vừa khô quá bây giờ phai lan cũng vậy nữa, phai lan bằng được mà bán có 2.000 ký, ta cũng quay cho mình thấy đời nó khổ rồi. Nhưng mà người ta nói người ta nghĩ chồng rồi ta là lỗ ta nghĩ rồi, nhưng mà có cái ông đạo khuyên mà ông khuyên đừng nản lo chồng đi, mà không biết câu giảng chứng minh, ông chứng minh vô đi người ta mới vô người ta chồng. Ông Tứ Thánh ông nói là phai lan lại với phai mì đến khi tầng khởi độ thì không ta thấy phai lan vậy mà ngưng là người ta nói là nghĩ chồng là mình gầu rồi đó. Phải có phai lan là ruộng lúa bây giờ nó khô cạn rồi, nó không có bằng được rồi, có đâu mà bán gạo cho mình ăn. Thầy nói thêm gạo lúa lại tăng giá mắt rồi, nhìn cuộc thế đổ thay quá gắt rồi, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay rồi, giờ mình thấy mình có gạo ăn mốt là không có gạo ăn đâu. Nẻo thạnh si như thể tên bay mà đường dinh nhục cuối mai một lát, ai phú quý vào đài ra cát ba kiên khùng thương hết thế trần. Bây giờ ra là mình phú quế vậy đó, mình có nhà cao cử động, có xe du lịch, có tiền có bạc, mua nhiêu không được gạo. Nhưng mà người ta nông dân người ta hận không được, chiến tranh giặc giả xăng dầu nó lên giá mắc mỏ, rồi nước nâu nó khô cạn lực rồi, đâu mày bơm nước vô thằng nông đâu mà gạo ăn. Bây giờ Đức Thầy ông nói không có gì là không có chứ, Thầy tiên tri nói trước là bao nhiêu năm rồi,
mà hôm nay nó bắt đầu khởi lên là bắt đầu khổ thôi. Nó ngồi cái sột sột nhà sau mụ rét rét nồi, ông chồng quần áo rách lâu thôi, bầy con ngơ ngác đòi sơi bữa, lũ nhỏ dành nhau lắm chỗ ngồi, khua đũa mè mung ngờ chủ thạo, muốn rơi chó dện tưởng cho mồi. Lầm than đói khó nhờ tay ấp thở kẻ sang giàu cứu nặng trôi, bây giờ mạnh thằng quân tay sang giàu người ta cứu nặng trôi, không nước ta có nước, không gạo ta mua thiến gạo, không nhà ta cất nhà cho ở, đau ốm bệnh hoạn cỡ nào ta cũng cho tiền để mình đi trị bệnh hết trơn. Thì cái đó mà nó còn thì không thấy mà sao chẳng mắt. Quý vị ở nước ngoài ở trong thì quý vị mà làm những cái Facebook mà tôi coi hen là giúp đỡ dữ lắm luôn, mà đó còn cho quý vị, còn cái còn là quý vị chưa có biết là còn ở nhà của quý vị đâu, nghèo thanh si như thể tên bay đó nghe. Đường dinh nhục mũi mai có một lát hà, ai phú quý vào đài ra cát ba điên khùng thương hết hết trần. Quý vị hôm nay quý vị thấy thời bình an bình, quý vị thấy quý vị còn gì nên tiền để cứu vớt cái người khổ là có lòng từ bi lòng bồ tát. Chân lát nó rung chuyển như Đài Loan, nó sụp đất sụp nhà, nước nó dưng lục lên, xe du lịch cho bèo hết á. Rồi quý vị thấy sao? Thì bây giờ cái nào quý vị có làm phước là cái nó còn. Bởi nước thầy không nói chồng cây làm dị quả thân thọ, tuy không thấy mà sao chẳng mặt. Cái này nó không có mắt nó còn, mà cái còn lợi nó rung nó chuyển ngang, nó quay cho mình nói ở ngoài ra la, nó nói mình nghe rõ ràng. Nó nói trong cái nhà đó có người ta còn chậm sụp đất nha, hai ông môi lên quay nhìn thấy môi lên đào lên đào bắt bỏ ra đào bọc đất bỏ ra, có thấy thay đảm không? Nó nhờ cha nọ bằng con vợ khóc hòa, tan nát sông điền khổ dữ ra, nhà không kẻ ở đâu nói trước, nếu chẳng tình lời gặp thiết tha đó. Bây giờ nói nhà như nãy đó là hãy yên lặng để nghe nói gái tìm gõ mãi thiên cờ. Người khôn á thì nghe nói ngẩn ngơ, nhưng mình thấy mình gì là mình ngẩn ngơ hết trơn à. Nói thầy nói đúng quá, đời khổ quá tận đời, nào thậm chí như thầy tên bay đường kiếm nhục buổi mai một lát này kia nọ mình ngẩn ngơ hết trơn. Còn á, còn cái người ngu á, nghe nói mãi ngờ khùng điên, nghe thầy nói vậy nói thầy khùng điên, nói không có. Mà hiện bây giờ cũng có nữa, nó luôn nói không có sai, thầy nói không có sai đâu, là bây giờ đức thầy ông nói á, là ông là cha là tất cả bốn loài chúng sanh. Đức Phật ông nói là như vậy là nó ở Nhật nè, ở Trung Quốc nè, nó ở Ukraine nè, ở nước Putin nè, rồi nó đâu có nói Việt Nam đâu. Thành ra mình thấy ngộ mà nói cho nó dốc. Đó, bây giờ mình nhìn ngoài góc thảnh thê đi, an nam cảnh khổ đi, là mình ăn nam nè, cũng kề bên tay à, nó không có lâu đâu. Mà không đã mình ta nói mình tối ngày ăn no dưng hơi lên nói chù của mâm ở mướt cái đời tới lắm. Người ta nói mình vậy đó ha, chứ là mình không biết vậy nữa. Nhưng mà mình lên đây nói á, mà tôi thấy có người bình luận người tôi gác nói thôi. Bình luận nó nói người ta nói tôi nói đúng này kia, Út nói đúng, cô nói đúng này kia, tôi gác tôi nói thôi. Chứ tôi không có muốn nói nữa. Người ta chê, người ta mắng, người ta chữ, người ta bình luận, người ta nói mà hơn là cái gì nữa. Rồi mình đi nói hoài kia, mình cũng nghĩ cái tình cái người kia người ta nghe đó, người ta bình luận, người ta khen mình đó, không phải người ta khen mình khoái. Cái ông ta nói người ta hợp mình là có vô duyên, có biết lời thầy nói sao, cái cô đó có duyên với Phật với thầy, có duyên với mình. Thành ra á, mình người đó là mình nói người ta điện thoại nói tôi gầm gầm luôn. Ta điện thoại người ta nói nha, ta dặn nó cho số đó, đọc cái hộp đó, cho số đó điện lượng xin thuốc làm khế làm đồ. Nó nói con coi Út lý Út hoài thì kia, nói vậy đó. Giờ tôi nói nó thấy nó coi nó cũng biết tôi nói nữa, có luôn á. Nó tôi cũng nghĩ gì mấy người đó tôi cũng muốn nói, mà bây giờ tôi không muốn nói. Tôi để tôi coi Facebook vậy đó, tôi coi cái cảnh khổ đó, ai khổ chỗ này, mai khổ chỗ kia. Rồi cái mình thấy khổ ít này, đặng thức tỉnh trần, đặng thiên định cùng đời sắp hạ. Thành ra nó sắp hạ, ra tôi coi đặng mà tôi gắng, tôi tinh tấn nhắc nhở hùng bà con, ô cháy nhà cháy ra, không la sao cháy ra. Rồi bây giờ nhà mình chưa cháy mà mình nói nhìn thấy người kia kìa. Rồi xe cứu quả lại hai chiếc, nó cháy nhà cao cửa rộng không. Tự nhiên nó cháy vậy đó, Facebook của mày bắt đi, tôi không có thêm nữa, tôi bắt tôi thấy có khói có lửa, tôi tự nhiên tôi bấm lên thấy vậy. Cháy rồi người ta ngồi lộ gần nó cháy xe có quả lại chửi mới được. Rồi tự nhiên bốc cháy nha, phải nhà giàu có sao nhiều té không? Chưa đâu. Quý vị cái câu này nhà giàu có nhiều hết là câu này nè. Thí dụ như bây giờ lúa thóc không có mà ruộng mần không có được, mà mình giàu có sao mình bị té? Nó vô nó quánh mình nha, nó không cho nó quánh mình nha, mà nó lấy của mình, nó quánh mình tả tơi bầm dập hết trời.
Đó, anh sĩ nói trong lời vàng trong mộng, của đoạn cuối lời vàng trong mộng mà tôi coi mắt tôi lờ, tôi học không có được. Coi rồi không phải gì xưa mà dễ học đâu. Câu đó tôi nói gì nghe cũng vẫn ngốc liền luôn. Tôi thấy câu đó rồi là tôi tức tức không à. Này có tức tức cả tay có nghiện ngò. Cái tôi không có tức tiền, cái của chị cha quý vị có tiền mấy quý vị chưa là đủ ăn. Thôi quý vị cứ làm phước, quý vị làm phước đi mà lắc quý vị còn. Quý vị còn đâu biết không? Cầu số 5 nè. Ở cầu số 5 là chỗ Đức Cơ Quảng nè. Là ở trong vô ống cò tùng có để nó ngang. Là chỗ đó chuyện nó sao vui dữ lắm luôn. Chỗ đó là cái người mà biết giữ giới trì chay, bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, nó giác thiền chuyên chở lúc căng qua. Căng qua dân chúng chớ buồn lo, tức tức trời ta chốn hẹn hò. Đó, bây giờ đó là quý vị chừng nữa, quý vị chư thần á, ơn trên ta dò độ mình vô trong cái số 5 mày này nè. Là chỗ Đức Cố đó, quý vị lúa nó tô bay về là sẵn nhà Phật giáo sẵn dành tiền của để dựng nuôi con Thảo chỗ hiền. Rồi quý vị Đức Thầy nói vậy đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết ra ra. Đọc gì có biết gì đâu, coi cuốn cổ tùng đó, cổ tùng đó, quý vị mới biết được. Mới biết được là mình ở chỗ đó, chỗ thùng số 5 á. Rồi mình mới dòm bốn phía nó có giặc giả trên. Mình là người trì chay giữ giới, ăn chay cúng lại niệm Phật, làm phước làm lành thì Đức Phật gom vậy đó trời. Đang cho mình có ở chỗ mình ăn, mình chờ ngày là mình đi vô hội Long Hoa. Mình làm con dân Phật quốc hương sự thái bình. Ngày mai này quý vị mà làm phước được, gán giữ bền hoài đó hen. Quý vị trì chay hen, quý vị đừng có nghĩ cái đời này là thơ làm mộng gì chứ. Quý vị thấy ngày nay chưa biết ngày mai tận ngày mai thấm sầu. Quý vị thấy tôi nói hồi năm mày hồi năm dần năm đầu, quý vị thấy không, đâu có lời giữ thần đâu. Mà năm nay thấy lạnh mình luôn. Bước đầu qua năm trời hình này nó thiên tai rửa cháy gì tùm lum hạt trơn, khô hạn hạn hán gì, nước ngoài cũng có hạn hán luôn. Mình bắt lên coi cái người đời á, cái người đời là người ta cũng tiên tri, người ta nói chuyện, người ta nói tới đâu tôi quay cảnh cho mình thấy, hai mặt trời cũng quay cho mình thấy. Mà cái nón đỏ trên trời đỏ lợm, tự nhiên sao có cục mây kỳ cục là lắc đầu có tai nạn liền. Rồi nắng lửa, nắng ở dưới nó nóng, ở đâu mấy cá nó dồn lên nó chết ào 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 ào, nó dồn lên một cục bèo ở trên luôn, như nhiều như gác gì. Tôi thấy đâu rồi, tôi nói đó vậy, nó thấy cá thì cũng khổ, mình cũng khổ, con vật cũng khổ đó. Rồi bây giờ nó quay cho mình thấy nha, từ đây lên ba chút thôi là bây giờ nó nắng này là khô cây ở trên trời, lá ông còn lá cây che chút gì chết măng gì không mấy con mấy. Tôi quay cho tôi thấy, tôi nhà tôi bắt tôi thấy nha, nó khô nắng mà nó đắt, nó dở lên như gạch tàu dở lên vậy nè đó. Rồi mà còn thêm ba cái cây hai bên nó chết khô hạn hết trơn luôn, dữ lắm luôn, đủ chuyện khổ hết trơn hết trọi, không phải là một chuyện đâu. Quý vị nhìn cái đời này đi, quý vị thở không muốn ra luôn, quý thể muốn mệt thở luôn. Mà tôi ở đây tôi chưa có cảnh gì khổ hết trơn, mà tôi coi thêm mút là tôi muốn mệt thở, tôi muốn học thở không ra luôn. Sao mà nó còn dữ dội hơn năm đầu luôn. Năm đầu nó khổ, hôm nay nó khổ dữ dội. Nó bây giờ quý vị thấy nó khổ không? Quý vị bắt lên đi. Bây giờ tôi không có chịu quay mà tôi không chịu coi ai nói nha. Tôi mở lên là sống nhận trình nè. Tôi thấy là ba tiếng sống nè. Tôi thấy trong đó tôi lên điệu cho tôi mở tôi nghe. Tôi nghe là tôi thấy ngoài sức của tôi nói luôn. Ngày xưa tôi coi cái đó không, ngày xưa tôi chưa vào bình tôi coi là đời thượng nguyên, tôi coi là tận thế hội Long Hoa, tôi coi sống chặn trình, thầy giải sống chặn trình cái gì bắt tôi gì nghe con, cái còn gì nữa thầy nói kêu chuyện bên thầy trong đời đất mình tăng châu ngũ ngạn lị nhỏ xanh, bây giờ miếng tạo tin nhà nước mình đâu có cho, bây giờ đang chống cự dữ dội. Không biết im không cũng biết ngang, bây giờ đang chống cự mình đang theo dõi coi. Bây giờ thằng Bullet á, con ông Monsen á, nó đào. Nó đứng như Trung Quốc vậy nè, hai người sát lại là Trung Quốc đưa tiền cho nó, đang đào con kinh đó. Múc con kinh nó lên đó, quý vị nghe kỹ không? Nó nói mà tới chứng minh hai người đứng luôn, nó phải người ta nói mà, nó nói như cái miệng đầu. Là ông Monsen, ông càng gần, Tập Cận Bình. Nó càng gần gũi nhau, nó tại chợ với nhau, người ta chiến tranh. Tới quý vị nói nha, thì tôi nói, tôi không muốn nói thì tôi sợ tôi không dám nói.
quý vị tối nay quý vị nói ra nói như vậy không, còn quý vị hẹn giờ cơm ăn ngày 2-3 buổi, ăn sáng ăn tối rồi ngày 4 buổi rồi, rồi quý vị thấy thảnh thơ lắm, quý vị đang vui chơi lắm. Bởi thầy cũng nói chúng sanh còn từ đâu có về đâu, chừng nào chúng sanh khóc mà từ từ đây tới hết năm thành này qua năm tỷ đủ quý vị thấy khóc rồi, thầy về rồi, thầy về rồi quý vị thấy khóc rồi. Rồi bây giờ đó là đời người ta kêu chứ phải đạo nói nghe, đời nó cứ quay lên, nó quay lên mình bắt mình nghe, đọc đẹp tập hiệp, tập tâm hiệp hoài tôi nghe. Nói bây giờ là sấm chặn trình á, cái bà tiên tri của người nào đó nói là để cái hình ông Tập Cận Bình nghe rồi mình mở lên, cái lời tiên tri của ông đó mở lên là ông nói là cái năm cái nhà tập tâm hiệp nó sẽ bị. Hồi đó giờ ai cũng chưa tiên tri, ai chưa nói tập tâm hiệp bể, nó bày ngang nói bao nhiêu, bày dài nói bao nhiêu, là không bao giờ mà để được đặt tâm hiệp đâu. Nhưng mà sống chặn trình ông nói cái ngày tàn của Tập Cận Bình nó hen là xuyên lục địa nó, hạt nhân nó bắn ra nó, cái tâm hiệp này nó mới bề. Thì nói như vậy thì đức thầy ông nói ngày xưa đó, thầy ông đâu có nói mấy cái từ sự này đâu, thầy ông nói chỉ ông chú Út á, Út của chú Út của thầy nói vậy cái chân sau nữa nó tới chân sau đó, nó tới chân sau đó, cái chừng mà đốn chân sau xuống là nó 70 mét. Rồi chuyện minh thầy, đức thầy đi dẫn đi với núi, thầy nói chừng nữa nước nó ngồi ngập tới núi. Tại sư nè, bà đỡ ông nè ngồi cho nó két rửa tay, nó két ngồi rửa tay, nước nó tới đó mình ngồi mình rửa tay. Thầy không tin chi gọn vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cái đập tâm nghiệp này nó tràn nước lên đây nó mới có 70 mét, chứ không mà nói 70 mét là cái gì. Mà bây giờ quý vị biết làm sao không, tôi coi trên mạng từ sự nó kêu gì nè. Bây giờ quý vị sao biết sao mà nó không có nước mà nó hạn hán không? Bây giờ hàng Trung Quốc nó mở thì mà cái đập tâm nghiệp này là nó lớn bằng 3, bằng 4 cái đập tâm nghiệp. Bây giờ nó mở ra nó bắt đủ thứ mà ta nói mà nó quay cái cho mình thấy nghe. Không phải mà nó chưa biết sơ cơ đâu. Bây giờ cái thằng Trung Quốc á, nó làm gì cho mình nó không có nước thuốc. Đó, bởi vì ông ba nói đừng ham Mỹ chúng hiếp cô, sơn băng kiệt thủy cũng chết khô bây giờ. Nó muốn khô là nó khô tới hạn vậy đó, không có nước uống gì đó. Giờ tụi em muốn thiếu nước gì đó, tụi em muốn thiếu nước gì đó, thấy không? Tới chừng mà nó nước rồi lên 70 mét. Bởi bây giờ đời bây giờ không có biết chuyện ngày mai đâu, ngày nay yên tĩnh là ngày mai thấm sâu. Bây giờ mình chỉ biết là nó mình coi được sự đặng mình hiểu được rồi mình cúng lại, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình giữ giới. Đó những người giữ giới mới được gặp thầy. Những người mày lên nói mà nói để mà coi ha, nói để cái tiền những bạn tôi không có biết. Tôi chỉ mong sao cho quý vị đồng đạo mà có nghe quý vị đi về, quý vị mở trong cái máy quý vị nghe là sống chặn trình, đức thầy giải nghĩa sống chặn trình. Hay là quý vị thấy người đời người ta nói nha, ta nói tới đâu chứng minh tới đó, nói mà hai mặt trời hay nói người ta tối tự nhiên mình một giờ trưa rồi đó tối như bằng đêm vậy đó ha. Tàu vô người ta kêu đủ thứ hết trơn, tôi quay giùm thấy hiện tượng hết trơn trọn. Quý vị thấy cái đó là quý vị niệm Phật đi. Quý vị muốn tinh tấn á, quý vị mở mấy cái đó mà coi. Đó, rồi quý vị phải lo niệm Phật, niệm trời. Quý vị không có xí cái đời này làm cái gì, quý vị ăn chay không nổi cũng gán mạng. Ăn chay đi, ăn chay nó chết nổi, ăn nhậm nó chết chìm. Là quý vị, tôi hỏi quý vị nè, một ký thịt chứ nắm rau, quý vị thấy xong thịt chìm hay rau chìm? Thì thịt nó phải chìm rồi, mà quý vị rau nó phải nổi rồi. Thì bây giờ ví dụ ghe chạy ngang nó chìm đi, đâu phải là ta chạy ra ta thấy cái gì nổi lên ta vớt tiếp cho cái gì chìm, mình không thẳng lặng sao chứ người ta có giúp mình được đâu, phải không? Còn bây giờ cái này ông nói là dân thù Bồ Tát từ bi, kèo thiền bát nhã trước thì trần gian, gió đưa lướt sóng bùm lan, ước người tu niệm mà xe sang thì cần ai mà ta dạy cũng nhìn nữa sao mình thật mặt mình yêu đi. Quý vị ăn chay nè, niệm Phật cúng lại làm phước làm lành đi. Quý vị dẹp danh dẹp lợi đi, dẹp lợi danh dẹp hết mộng sầu đặng trở lại với cha cùng chú. Nếu chẳng nghe cũng như lá ú vàng nó rụng người ơi, không có còn đâu, không có còn cái gì đâu mà đừng mộng mơ, đừng có nói là học tiến sĩ, học kỹ sư là học cái gì, bác sĩ thì có tương lai đâu. Mà con mình có đậu bác sĩ giờ quý vị thấy cũng không hết tham rồi. Cái năm 2001 cũng thấy tôi cũng bứt ruột rồi. Cái gì chở vô tấp nập chở người ta chỉ mình biết là tự nhiên cái cô y tá của chuyện 4 năm y tá lại hấp nhân tạo. Cảm ơn cái chỉ bệnh cho mình mà người ta xỉu gì biết không? Cho nên mình phải tự tu mình.
mình uống giấy vàng nó cúng, mà cái người uống giấy vàng nó cũng phải ăn chay trì giới niệm Phật làm phước làm lành, thì con Phật Phật độ cho nước lã lên hồ phụ tâm chứ nước tâm lồ mà tan. Chứ bây giờ mình vô bác sĩ vô cứu kịp không, ta cứu thì kịp thì không có chút màu luôn, thì ta đợi bác sĩ cứu vậy luôn đi, cần phải thanh ba ngồi nhìn đau vì này nha, đau nhiều thứ gì thì không thể không có kể nổ đâu. Bây giờ nó đắp mấy lần rồi chứ quý vị hậu trái mới nghe làm mệt là đi mà đi nóng đi trùng vườn ruột thổ tiên đến cơn đau phương thuốc phải đi. Bây giờ cái kèm cống đóng lá thấu tôi để về nhà. Chị dâu tôi nói là cái hồi cô rút á, cô na đó, năm 2021 đó, mẹ cái lá này vô đóng uống nó không có mệt, có hổng tôi nói chuyện tôi mệt chứ lắm luôn. Có thể nó luôn hụt 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 hụt. Tôi đau chị tôi cho tôi uống giờ chịu tôi đem gì quá tài luôn. Nấu một bình hai nước hai lá không gì uống đi. Tự nhiên nó mẻ nó không có mệt. Thì này, tôi nói chuyện tôi thấy tôi ít mệt luôn. Bây giờ mình lo thuốc thang thẳng giấy thật trời một lát nữa đi nhà thư không có chỗ nằm không có đi kịp đâu. Bây giờ con tôi điện về nó mẹ ở Long An năm người chết hết nhà mà bác sĩ chưa lợi chưa có ai lợi đem sát được là bác điện mới đâu nấu nuôi dân ba cái số rồi ông Hạc Trâm ông nói là chục năm này 2019 là nó bắt đầu bùng nổ corona, bây giờ hết cái 19 qua năm 20 là năm tiếng là mình ở đây hết với nước ngoài nó rất là nhiều. Qua cái năm 2021 là con trâu làm rất là nhiều, mình á là cái tải nó rất xe gì, còn ở ngoài này để xe nó chạy lên chạy chừng 3 cây số, hơn 3 cây số sư cô đứng hai bên đọc tụng kinh cầu siêu cầu đồ quý sát đem vô thiêu, bà sư cô mới đứng ngoài mà tụng hoài thấy đức ruột cái chuyện lòng từ bi bồ tát nó thương vong hồn của chúng sanh, thấy nó tới đâu đức ruột tới đó. Ông Phật Trầm ông nói cuộc còn đây chưa biết khổ đâu năm tí chừng đứt lít con trâu phá cổng hết cái năm tí tới năm con trâu nó phá cổng, cổng cầu cũng phá, cổng trường cũng phá, cổng công ty gì nó bắt hết trơn luôn đó. Đến chừng đó thay thơ chồng đóng đời hạ ngôn tiêu diệt còn chi, nó sàn nhiều lần nhiều nổ thông gion lật lừa gạo cậu như son bỏ điện nó sàn, bây giờ hồi năm 21 nó sàn một lần rồi. Rồi Việt Nam mình đó rồi chẳng tới nè, tỉnh tới là nó đau phổi nè, phổi trắng nè, nó sàn cái nữa phổi với tim. Bây giờ đài nó kêu đó, ông Phật ông nói như là giống vi trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương tiết thuốc phải tìm. Thành ra bây giờ đó là bác sĩ á, người ta lo trị cho mình nhưng mà đi sau tới trước, ai trước làm trước ai sau làm sau à. Rồi tới chết thì họ đem nữ thiêu và còn 3 cây số trên 3 cây số nữa, rồi có đâu mà thiêu cho kịp đâu, cái chừng hết chừng bệnh nó ngưng rồi người ta thao hết ở ngoài người ta mới khử trong sàn. Rồi người rỗn thường đem ta thiêu thiêu hết 2021 tới giờ nó bớt rồi. Bây giờ người ta sống chung với dịch là mình đau rồi mình chịu, mình lỡ đó mình cũng phải chịu, mình chết mình lo ơn mình chứ không nhà nước không còn thiêu gì nữa hết trơn, nhà nước không còn lên tiếng rồi không còn lo cho mình nữa, tự mình lo cho mình, mình đi nhà thương ơn mình nó là lo ơn mình chứ nhà nước không còn lo, mình phải có bảo hiểm mình cho nó đỡ đó. Bây giờ quý vị lo cái gì, quý vị làm khế đây khế chua đó, quý vị làm nhà nào quý vị cũng làm 2 ký đây, quý vị đem dịu dị rửa khô gáo với sắt ra một lớp khế rồi một lớp gần rồi lớp đừng phèn, lớp khế lớp gần lớp đừng phèn, rồi quý vị làm đã hết 2 cái khế cái mũi keo thủy tinh á là thay mũ nó ra cái chất mũ nó bệnh hoạn ha. Là tôi nghèo tôi không có keo thủy tinh tôi không mua nổi, thành ra quý vị nhà quý vị cũng nghiện mua cái keo 2 ký rồi quý vị làm đầy keo đó đi, đó cái lớp chót quý vị để đừng phèn thật nhiều đi rồi tự nó gịnh ra. Rồi quý vị lớn á, thì quý vị nhai cái nó gần với khế quý vị nhai đi, nó đau nó nhột nó ngứa đây nè, tôi nói khao khắp khắp đó mà bây giờ tôi làm nó bớt với lắm rồi. Rồi quý vị để cái nước đó cho con nít nó uống, cho những người già cả người ta không biết nhai cũng còn găng cho tôi uống đi, mình hy sinh, tôi là hy sinh ăn cái không, nước tôi cho chứ cái tôi ăn kiêng không, bị gì ngày xưa tôi đau này mấy chục năm rồi tôi đau phổi chứ. À, kim phụ quản tôi khao khát tôi khế tôi sắc hơi thương gắt từng thèm hơi xương tôi ăn kiên môn, thì bây giờ cái này là tôi ăn, tôi có tầng ăn là tôi ăn, tôi gác tôi ăn để tôi điều trị để nước tầm phước cho người ta hy sinh tới mức đó đó. Tôi có nhà uống nước kiểu ngọt ngon muốn chết uống ực gì không chút cũng ngọt vô rồi mà người cái này bỏ lại ăn
uống nước tiết hết thì cái này nó cũng hư hà. Tôi phải ăn cái cái từ từ để có nước nó không hư đó. Quý vị đó, dịch trần khẩu tới rồi khẩu trắng đó, em quý vị phải đi kiếm làm sao phải mua nhà nào phải để keo mình nghe tôi nói làm người đây rồi cái mình đồn đãi mình kêu dòng họ bà con cô bác mình cũng làm người keo làm phước cho người ta. Ta uống vô cho nó bớt, ta không có đi bệnh viện. Còn người ta bị đau bị cảm vô rồi thì mình không có thuốc điều trị đó. Thì mình đau ngày nhiều mình phải chuyển đi đâu có chỗ nằm đâu đó. Rồi bây giờ ở nhà mình điều trị nhà đi rồi niệm Phật mà chết cho rồi lỡ đó cũng chết à, cũng gì à, chứ không có sống nổi đâu có chỗ mà nằm đó. Nó bây giờ quý vị sớm